nó không được. Và trước thì nó phải 5 năm rưỡi nha các bạn. Và 5 năm rưỡi thì giờ nó 16 ngày á. Tiếp 3 là nó còn 100 lẻ nha. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, các bạn cùng xem nha. Ai chà. Đây là Toyota DC 93. Rồi, cây này cây đời cũ nha các bạn. Cây này thì cây 2019. Đang ủi cái miếng đất này, nó nghe nó hơi dẻo nha. Cái này độ hàm lên rồi nha. Cái này lên hàm 95 rồi nha các bạn. Có ngồi sau giữa luôn. Trên đất hôm nay thì dẻo lắm. Rồi đặc biệt cái này có lên cái bộ tem. Có bộ tem ở trên cái bồn đó các bạn. Rồi lái mua quà luôn. Các bạn mọi người cùng xem nha. Ở đây thì đồng ở trên Trà Rào. Trên Trà Rào Quỳnh Điền đó các bạn. Ôi ôi, đúng một lớp luôn nè. Quá dẻo. Cây 93 lên hàm DC 95. Nhưng mà hàm này thì có ngoài sau giữa. Rồi xích thì nó bề ngang 5,5 nha các bạn. Bề ngang 5,5, bề dài nó 58 gai á. Xích 93 là nó bằng xích 100 nha. Trời ơi, dựng đứng luôn các bạn thấy không? Để mà không trâu luôn. Chích nó dài đó các bạn, để nó vượt mạnh lắm. Rồi thêm nó bề ngang nó lớn nữa, thì dù nó tới 5,5. Wow, cái cổ mới xích, cái cổ cũng đỉnh luôn nè, trơn đủ màu luôn nè. Đây các bạn xem ha, nó hàm nè. Chơi sơn màu đỏ đỏ vàng vàng đẹp quá nha các bạn. Đó, dẻo thì ghê hồn luôn. Cái mé đó, cái mé đường mương giữa đó. Mạnh dữ các bạn ha. Cái này cây 93 này mạnh dữ chưa. Không có phải là hết chai nha các bạn. 2019 chứ không phải 2021. 2021 thì hết chai. Nó
cây này gần cũng nói luôn rồi nha các bạn, ra tới ngoài nè. Đó, các bạn thấy gần nói ha. Đúng là không trâu thiệt chứ. Dữ thiệt. Cắt lì luôn. Tính ra cây này có lên dòng chính không mà chạy đỉnh quá nha các bạn. Chắc lên dòng chính quá. Tốc độ chạy đẩy một cái đi xuống đây luôn á. Coi kìa. Ghê trời. Đẩy nó đi kìa. Tiếp không? Chốt chốt. Ủa, mấy bạn già chụp chuột cái trên kìa rồi. Quá à. Ổng gà cắt vòng vòng đây gì mà thấy có chuột nha các bạn. Quá chuột này đã tay luôn rồi nè. Công nhận cây này chạy dữ chứ. Đó chạy cái tốc độ. Ôi ôi. Để đẩy phim mê trời. Thấy không các bạn. Quá cuộc thiệt chứ. Ngập ngập. Thì nếu mà lên hàm mà đi xe 95 thì nó là ra 2,5 m nha các bạn. Hàm nó ra 2,5 m á. Thì nói chung đi xe 93 thì nó lên hàm là quá hợp lệ thôi. Tại vì nó xài đồ cũng là bằng 100 lẻ nha. Bởi cho nên là cái mà hàm 100 lẻ thì nó tới 2,7 m. Mình lên hàm đi xe 95 thì cũng là thừa sức đó. Vừa sức đó. Tại vì nó 93 HP, 93 mã lực đó. Cho nên mình xài hàm 2,5 m là quá vừa. À, cái này quá dẻo. Chẳng được kìa. Con nào này lên thì mình sẽ chết cái đau. Có nhiều máy luôn. Trời ơi, em mình đập kìa. Đập tới bờ kinh luôn. Trời, mấy cái hoa ly dòm đẹp quá này các bạn. Đã không? Trời, mấy hoa ly này nó quay dòm đẹp ghê quá. Ừ.
vô đắt dẻo, mấy anh mấy kéo ngồi thoải mái luôn nè. Hả cậu này giữ cậu nhé bạn, cậu này chịu chở dữ lắm mà trời, nó dài nè. Kéo đi hai người. Okay. Đuối. Thế nào miếng nấy. Thì chế mệt mỏi luôn. Quá thọt, mấy kéo lớn lắm. Cậu lớn lớn ghê thì chớ, cậu này bề ngang bự thiệt luôn, hết hồn với cậu, ngang lớn lắm nè các bạn. Cũng khiếp cái cậu thì chứ. Vậy là mà ảnh chuyển vô luôn rồi. Xong rồi. Còn này chở như đây thấm thía gì đâu. Siêu cậu, nó này mới gọi là siêu cậu nè. Hết hồn mấy cậu này. Cậu lắm rồi.